Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình lại chơi trò chơi. Và trò chơi hôm nay có tên là The Ray. Bây giờ mình sẽ đặt giới thiệu xem trò chơi nó yêu cầu cái gì các bạn nha. Xây dựng những chiếc thang để giành chiến thắng trong cuộc đua. Wow các bạn ơi, trò chơi này mình có nhiệm vụ xây dựng những chiếc thang các bạn à. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vào nha. Và các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Ok, cùng theo dõi mình đi xây dựng những chiếc thang rồi. Ok các bạn ơi, mình đã vào đây rồi. Wow, nhân vật của mình các bạn ơi mặc bộ quần áo màu vàng luôn. Ở đằng sau kìa, đeo cái gì không biết. Ok, ở phía trước có những cái cục vàng kia là cục gì các bạn. Ok, đi vào đây nào. Rồi. Oh, đó là những cục gỗ trắng. Oh các bạn ơi, wow, nhìn này. Đây. Nhìn này các bạn ơi. Rồi, thấy chưa. Wow, đang về đích. Mình ấn vào cái thành những chiếc thang trèo lên vượt chướng ngại vật các bạn ạ. Ok, tiếp tục các bạn ơi, lần này phải thi đấu với ba người luôn. Wow, đi đây. Làm những chiếc thang để chạy. Ôi hai người kia sao chạy nhanh thế các bạn ơi. Ui, chạy nhanh lên nhân vật của mình bây giờ đang ở cuối cùng luôn. Wow, cố lên nào. Được rồi, nên cố lên. Ôi không các bạn ơi, về thứ ba các bạn à. Không sao, mình mới còn hơi bỡ ngỡ. Rồi, lần này nhất định sẽ giành top 1 cho các bạn xem nha. Ok, vào đây nào. Đúng rồi. Rồi, nên. Thấy chưa. Ui xôi ui. Đang đứng top 1 vương miện ở trên đầu các bạn ơi. And, chạy nhanh lên. Ui, wow. Sao khi người xanh lá cây bên kia chạy nhanh thế các bạn ơi. Ok luôn, nhưng mà không thể nào đuổi được mình đâu. Thấy chưa. Yeah. Thấy chưa các bạn, mình quen tay một cái. Nhanh mắt, lẹ tay là chiến thắng ngay. Ok, bây giờ nhân vật của mình lại mặc quần áo màu vàng các bạn ạ. Rồi, cố lên. Ấy, rồi. Ui, các bạn ơi, hỏng, mình không đi chơi. Wow, các bạn ơi. Ui, sao nhân vật, hai cái nhân vật kia phóng thế. Wow, dùng nhanh các bạn ơi. Rơi ngay vào bên dung nhan, thế là bị tèo luôn, còn bộ xương khô. Không sao các bạn ơi, lần này nhất định sẽ giành chiến thắng cho các bạn xem. Rồi, cố lên. Lên, thấy chưa, nào chạy nhanh lên. Rồi, úi, nhanh thế. Nào, đi qua đây nào. And, ok, đang rất đau rồi các bạn ơi. Lên, ôi, vào kia các bạn ơi. Hào, ôi, hai nhân vật kia chạy nhanh quá. Ôi, tôi các bạn ơi, vẫn về thứ ba. Không ổn, mình phải đổi chiến thuật thôi các bạn ạ. Rồi, chạy lên. Đúng rồi. Nào, lên. Được rồi. Xem đây. Em, được rồi. Đang dẫn đầu rồi các bạn ơi. Đang có vương miện này. Ok. Đấy, được rồi. Lên. Tiếp tục lên. Ok. Rồi, hóng. Wow, thấy chưa các bạn ơi. Ok, về top 1 đây này. Ôi, bây giờ cái ngón tay nó chỉ cái gì các bạn ơi. Đó, lưng lên xem. Cái gì? Rồi, chạy nào. Ok. Ui, bây giờ là mình là xanh đây cây các bạn ơi. Ôi, đây đi. Đúng rồi, ui, hai nhân vật kia. Đợi mình với, chạy nhanh thế. Man, được rồi, đang dẫn đầu rồi các bạn ơi. Lên, ok luôn. Ok, nào, man. Rồi, các bạn ơi, lại về top 1. Tiếp tục các bạn ơi, cái bàn tay nó chỉ. À, cái này chắc là cái túi tiền này các bạn ơi. Wow, thấy chưa, bùng tiền ra. Rồi, mở đây nào. Ô, lần này sao có một mình chạy thế này các bạn ơi. Ô, không có đối thủ nào các bạn ạ. Thế thì mình cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Đấy, lên, ok, lên. Rồi, thấy chưa. Đen, ta đi trên đường một mình không có ai. Ok, về đến đích. Rồi, victory. Rồi, lần này có đối thủ rồi các bạn ơi. Ok. Wow, wow, cái con đường này các bạn ơi. Bây giờ lên, xuống, lên luôn. Ôi, ui, bẫy này. Wow, sao càng ngày càng khó đây các bạn ơi. Nhưng mà không ăn thua đâu, mình vẫn chiến thắng, chưa đủ độ khó với mình các bạn ạ. Tiếp nào, xem nào, màn này nó đủ độ khó với mình chưa các bạn ơi. Rồi, lên đi. Đấy, trời ơi. Rồi, tiếp lên. Ôi, và các bạn ơi, không thể nào mà lên được cái tầng trên kia. Rồi, ok, lên, thấy chưa, lên. Ôi, lại bị va nữa các bạn ơi. Nhưng mà, wow, không sao. Cố lên. Wow, các bạn ơi, các bạn ơi, còn một chấm chấm
chấm nữa là chiến thắng rồi. Nại nha các bạn nha. Lần này mình nhất định sẽ giành chiến thắng cho các bạn xem đây này. Đây này. Nào, lên. Ơi, vớt. Ơi, rồi. Cố lên. Ok, tiếp tục là. Hóng nào. Rồi, xem nào. Rồi, thấy chưa các bạn ơi? Mình đang đứng top 1 rồi. Đã có Vương Miện ở trên đầu rồi này. Thấy chưa? Đập ngay vào cái bẫy các bạn ơi. Thế là thất bại rồi. Đang đứng đầu xuống đứng bét luôn. Không sao, lại nào. Rồi, đi thôi. Ok, nào, cố gắng. Nào, nhanh tay nhanh mắt các bạn ơi. Ok luôn. Ôi trời, bẫy lên. Được rồi. Ui, ăn cái này bắt đầu chạy phóng nhanh nè. Thấy chưa. Bẫy nè. Bẫy nè. Chúng ta phải lén bẫy ra. Lên đây. Nào, lên tiếp. Ok luôn. Rồi, bẫy này. Rồi, qua bẫy tiếp. Lên. Yeah. Gần về đích rồi các bạn à. Không xây thêm một cái cầu thang dài nữa. Hạ ngay đúng vào cái bẫy các bạn ơi. Thế là các bạn nha, lần này sẽ cố gắng hơn. Ok, rồi mình sẽ tập trung. Tập trung nào, tập trung để chơi nào. Rồi thôi, cố gắng qua cái màn này các bạn ơi. Nên, rồi ok. Bắt đầu, veo. Bẫy à, mình đã qua rồi. Lên đây, tiếp tục lên. Ok, nào, cố lại lên. Rồi, lên. Yeah. Về đến đích rồi các bạn ơi. Victory, top 1 luôn. Rồi, ván đấu tiếp theo nào. Let's go. Rồi, bây giờ mình đang là một nhân vật màu xanh lá cây. Ơi, lên. Rồi, vua nào. Ui, ê, có lên. Ôi, rồi ôi. Một tí nữa là mình về nhất rồi các bạn ơi. Nhưng mà chân ngắn quá chạy vẫn chậm. Rồi. Cố gắng nào. Lên nào. Lên, ok luôn. Nào, rồi. Lần này thì tuổi con ngắn con nè các bạn ơi, thấy chưa? Victory dành cho mình. Về đến đích top 1 đấy. Osaka, let's go. Nào, lên, rồi, lên. Ơi, rồi, tiếp. Rồi, xuống, rồi. Ui, dung nan, đủ không? Ui, mày quá các bạn ạ. Suýt nữa thì mình bị ơi, chạy đi. Cố lên nhanh lên, đừng để nhân vật kia đuổi theo. Ôi, lâu. Ôi, các bạn ơi, hai nhân vật kia đã bị rơi vào bẫy rồi. Bây giờ chỉ còn một mình thôi. Victory, top 1 liên tắc toàn luôn. Osaka, let's go, tiếp tục. Đi thôi. Anh em ta cùng nhau xâm pha. Mình đã có kim cương ở trên đầu đây rồi. Ấy, Vương Miện chứ quên lại kim cương các bạn ạ. Nhầm, sang trồng trọt mất rồi. Đấy, lại Victory, lại về top 1. Ok các bạn ơi, vừa rồi mình đã đi tạo ra những chiến thắng và vượt chướng ngại vật về đến đích giành top 1. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye.